Chào mừng quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Thiện Family. Và hôm nay em xin chia sẻ đến với quý cô bác anh chị cách kho cá kiểu mới rất là đơn giản, dễ làm nhưng mà rất là đậm đà và ngon. Hôm nay thì em kho cá bống, còn quý cô bác anh chị có thể dùng những cái loại cá nào cũng được, mình có thể áp dụng theo công thức này. Wow, nhìn rất là hấp dẫn đúng không ạ? Rất là hao cơm luôn. Và để biết cách làm như thế nào thì bây giờ mời quý cô bác anh chị hãy cùng vào bếp làm với em nhé. Đầu tiên thì em chuẩn bị 300g cá. Ở đây thì em dùng cá bống trắng, 4 cây hành lá, 1 củ hành tím, 3 tép tỏi và ớt thì 3 đến 4 trái tùy ý. Nếu ăn cay nhiều thì chuẩn bị nhiều, ăn cay ít thì chuẩn bị ít. Tiếp theo thì mình sẽ xay nhuyễn hành tím, tỏi, gốc hành lá và 2 trái ớt. Nếu như mà ai không có máy xay thì mình có thể băm nhuyễn, còn cái hành lá thì mình sẽ để lại và để lại 2 trái ớt. Tiếp theo thì mình sẽ cho 3 muỗng canh dầu ăn vào nồi và cho hết cái hỗn hợp mà mình vừa xay nhuyễn xong cho vào khử cho nó thơm. 1/5 muỗng cà phê bột điều. Nếu như mà có dầu điều thì mình sẽ thay thế 3 muỗng canh dầu ăn bằng 3 muỗng canh dầu điều. Còn không có dầu điều cũng được, không sao hết. 2 muỗng canh nước mắm. 1/5 muỗng canh dầu màu. 1 muỗng rưỡi đường. 1 muỗng rưỡi tương ớt. 1/3 muỗng cà phê tiêu và 1 muỗng cà phê bột nêm, nhưng mà khi em cho bột nêm vào thì cái máy nó bị đứng. Sau khi đã cho gia vị vào hết rồi, mình trộn đều và mình sẽ cho cái nồi sốt này xuống dưới bếp cho nó nguội bớt và mình sẽ cho cá vào, mình ướp trong vòng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ để cho cá nó được thấm cũng như là khi mình kho thì con cá nó sẽ được cứng ngon. Sau khi mà ướp được 1 tiếng đồng hồ rồi thì mình sẽ bắt lên bếp và nấu. Ban đầu thì mình sẽ nấu lửa to để cho cá nó được sôi lên. Khi kho cá sôi khoảng tầm 2 đến 3 phút á, thì mình sẽ cho vào thêm 2-3 trái ớt nếu như mà mình ăn cay, còn nếu không thì thôi, thì mình sẽ bật nhỏ lửa lại để cho cá nó được là liu riu và nó sát lại cái nước, cho cá nó được cứng cũng như là nó được thấm gia vị. Và mình bật lửa nhỏ tầm 80 độ đến 100 độ thôi ạ. Và mình rim như vậy đến khi nào mà nước nó cạn thì thôi. Và khi mà cần cạn á, thì mình sẽ cho hành lá và một xíu tiêu vào. Wow, nhìn rất là hấp dẫn đúng không ạ? Vị thì rất là đậm đà và ngon. Nếu như mà quý cô bác anh chị thấy chia sẻ của em hữu ích thì nhớ đăng ký kênh để xem và theo dõi những cái video tiếp theo của em nhé, để em có động lực làm món mới. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.